Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc có liên quan đến vấn đề an toàn ở các khu trung cư mini. Liên tiếp nhiều vụ cháy nổ thương tâm đã xảy ra, trong đó có vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại phường Khương Hạ, Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở các khu chung cư mini thì có lẽ không chỉ để đảm bảo về an toàn cháy nổ mà còn phải đảm bảo về chất lượng kết cấu công trình. Mới đây gần 60 hộ sinh sống tại chung cư mini thuộc phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã buộc phải di rời khẩn cấp sau khi có một số cột bê tông cốt thép ở tầng 1 tòa nhà bị nứt toác. Ngày 24 tháng 2, gần 60 hộ dân sống trong chung cư mini ở 22B, ngõ 236 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã phải di rời khẩn cấp ra khỏi tòa nhà sau yêu cầu của công an phường Hạ Đình. Chung cư được thiết kế cao 8 tầng, mỗi tầng khoảng 7 căn hộ. Tầng 1 được sử dụng làm nơi để xe, lên các tầng có thang máy và thang bộ. Toàn bộ căn hộ đã được chủ đầu tư bán cho hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Lý do của việc này là do một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 của tòa nhà bị nứt toác trong những ngày qua. Theo quan sát tại hiện trường, hai cột dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt chạy ngang dọc từ chân lên đến, đến chân. Lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp đồng thời căng dây báo cấm vào tại khu vực trên nhằm đảm bảo an toàn. Theo cư dân tại căn chung cư mini trên, vết nứt toác tại các cột ở tầng 1 trên đã được phát hiện từ ngày 30 Tết, khiến người dân hết sức lo lắng. Hiện nay, các hộ dân khác phải thuê nhà ở tạm để chờ khắc phục sự cố. Cũng theo người dân, qua năm tháng sử dụng, một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp, đặc biệt là các cột dưới tầng đề xe. Một cư dân sống tại tầng 6 cho biết, tôi mong muốn việc sửa chữa phần xuống cấp của tòa chung cư mini sớm hoàn thành để các hộ dân nơi đây được trở về và tiếp tục sinh sống và không phải đi thuê nhà bí thư quận thanh xuân bùi huyền mai cho biết thông tin ban đầu tòa nhà đã được cấp sổ đỏ các hộ dân mua căn hộ ở đó đồng sở hữu khi phát hiện hư hại họ đã tự bàn bạc để khắc phục chính quyền đứng ra giám sát sau khi nắm thông tin về sự cố xảy ra tại tòa nhà quận đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng hư hại và đề nghị toàn bộ người dân di rời để đảm bảo an toàn quận giám sát quá trình di rời cũng như việc sửa chữa công trình để đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho người dân. Bà Mai thông tin. Theo kết quả giả soát ban đầu của Sở Xây dựng Hà Nội, quận Thanh Xuân có 90 chung cư mini và hơn 230 công trình xây dựng sai giấy phép. Hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng. Hồi tháng 9 năm 2023 vừa qua, căn chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị cháy, khiến 5-6 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Sau khi sự việc thương tâm xảy ra, chủ đầu tư và 6 cán bộ sau đó đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.